Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 19 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hảo, chúng ta cũng chỉ cần vũ khí cùng chiến y của hắn thôi. Hơn 100 cao thủ kiểu cấp tiên đế nháy mắt phi ra hơn 80 người, còn lại cỡ 30 mấy người có tâm cảnh tương đối cao hoặc là thông minh một chút. Thần khí chỉ có 2 kiện, nếu phân chia thì cũng là một vấn đề. Bọn họ đều là người sắp phi thăng, nếu vì thần khí mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rõ ràng là không đáng. Những tiên đế thông minh này bây giờ không đi, đợi cho đám tiên đế kia đoạt được thần khí, bọn họ liền đoạt lại, có thể đoạt thần khí rồi bỏ chạy. Dù sao cũng không bao lâu nữa bọn họ đều sẽ phi thăng. Hơn 80 cao thủ kiểu cấp gia nhập, áp lực lên Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh đều không nhỏ. Kiểu cấp cao thủ công kích đối với bọn họ mặc dù gây thương tổn rất nhỏ, nhưng dù sao cũng đã có thể tạo thành thương tổn. Một tiếng giá thú giống to, Huống Thiên Minh đã 2 lần biến thân, hoa văn trên mặt cũng không phải là hoa văn màu bạc nữa, mà là màu vàng, bạc đều có. Bang, bang. Tiên đế hộ pháp đội vây công Huống Thiên Minh căn bản không tới gần được hắn. Mấy tiên đế kiểu cấp đều bị trưởng phong của Huống Thiên Minh đánh bay. 40 cao thủ kiểu cấp bên ngoài Huống Thiên Minh lập tức hợp thành trận pháp hợp kích, miễn cưỡng chống đỡ công kích sắc bén của Huống Thiên Minh. Kinh Thiên Tam Côn! Phía Tôn Ngộ Không, một tiếng giống giận dữ, kim bổng nhanh chóng biến thành khổng lồ. Một trận kim quang trong đám người phát ra. Tôn Ngộ Không hai mắt lóe sáng kim quang, hai tay nắm chặt kim bổng. Ba đạo bổng ảnh nhàn nhạt đánh vào giữa đám người đang vây công. Sau 3 tiếng quát, quanh Tôn Ngộ Không chỉ còn lại hơn 40 cao thủ kiểu cấp. Hơn 40 người này cùng bọn người bên Huống Thiên Minh giống nhau, cũng hợp thành hợp kích trận pháp. Hồng Quân, hai vị bằng hữu của ngươi thật nguy hiểm. Năng lực bọn họ mặc dù cường thịnh trở lại, nhưng cũng không thể đỡ nhiều cao thủ kiểu cấp hợp công như vậy được. Triệu Vân Hưng ánh mắt khẩn cấp, hắn không biết Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh kinh khủng cỡ nào. Đối với chính mình mà nói, mặc dù có thần khí làm thực lực thêm cường đại, nhưng hơn 40 đế cấp cao thủ liên hợp cùng một chỗ cũng không phải dễ dàng đối phó. Triệu tướng quân, ngài yên tâm, hai người bọn họ bây giờ vẫn còn là nhiệt thân, nếu hết dụng nhiệt thân, xui xẻo chính là những người đó đấy. Hồng Quân cười nhẹ trả lời, La Băng cũng là mỉm cười, bọn họ căn bản không chút nào lo lắng cho Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh. Nhiệt thân! Triệu Vân Hưng tâm cảnh cao tới đâu cũng phải há to miệng. Tại hơn 40 đế cấp cao thủ vây công mới chỉ dụng nhiệt thân, vậy lực chiến đấu chính thức của bọn họ, Triệu Vân Hưng có chút không dám suy nghĩ. Chung quanh tất cả phòng ốc đều chấn động, cả Bạch Hổ Thành đều nghe được thanh âm dã thú khủng khiếp này. Mấy tiên đế cảnh giới thấp nghe được tiếng giống này đều có một loại cảm giác băng hàn, hoảng sợ nhìn nơi phát ra thanh âm. Cương thi hoàng giả của cương thi nhất tộc, Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng, chính là một cương thi sắp tấn cấp thành Kim Nhãn Cương Thần cảnh giới. Đã phát động 3 lần biến thân, mọc ra một cặp móng vuốt, một vàng, một bạc, xuất hiện trước vẻ mặt kinh ngạc của hơn 40 kiểu cấp cao thủ. Cặp móng vuốt này thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa năng lượng khủng bố để cho bọn cao thủ 9 cấp này không biết cách nào đối phó. Những người này nhất thời không biết Huống Thiên Minh rốt cuộc là ma đế hay là yêu đế. Tuy nói vừa rồi 2 lần biến thân mọc ra 2 khỏa răng nanh rất dài, nhưng dù sao cũng còn trạng thái hình người, bây giờ cả hình người đều không phải. 2 luồng quang mang, một vàng một bạc, trong miệng Huống Thiên Minh bay ra. 40 mấy đế cấp cao thủ này căn bản không biết lợi hại, cùng nhau hướng tới 2 luồng quang mang mà hợp công. Oanh! Liên tục chấn động bạo hưởng, 2 luồng quang mang tại 40 mấy người nổ mạnh, hơn một nửa kiểu cấp tiên đế chết tại chỗ. Còn lại số tiên đế chạy thoát đều bị trọng thương nằm trên mặt đất. Huống Thiên Minh lưu lại mấy tàn ảnh, lập tức toàn bộ số tiên đế này hóa thành năng lượng của vô danh không gian vĩnh cửu biến mất. Điều này sao có thể? Mã Thiên Lý choáng váng, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến trạng thái biến thành quái vật của Huống Thiên Minh, một cái nháy mắt liền giết chết 40 mấy cao thủ kiểu cấp, hơn nữa lại giết chết một cách dễ dàng như vậy. Không có gì là không thể. Ngươi nói không thể, chỉ là kiến thức của ngươi chưa có tới mà thôi. Một đạo thanh âm xuất hiện trong óc Mã Thiên Lý. Mã Thiên Lý cả kinh, xoay người nhìn lại.
Người bên cạnh Triệu Vân Hưng đang xem cuộc chiến chính là Hồng Quân, mỉm cười quay đầu nhìn hắn. Những người này đều choáng váng, thật đáng thương, bọn họ căn bản không biết uy lực của cương thi 3 lần biến thân. Cương thi 2 lần biến thân không có năng lực viễn công công kích từ xa, chỉ có trưởng phong cùng với công kích cự ly gần. Sau khi biến thân 3 lần liền có năng lực viễn công, hơn nữa lại là rất lợi hại viễn công. La Băng nhẹ nhàng cười, có chút gật đầu. Đây là lần đầu tiên nàng công khai tán dương cương thi. Cương thi nhất tộc, vốn đây là cương thi nhất tộc sao? Vạn vật bao la, những chuyện chúng ta không biết còn rất nhiều a. Triệu Vân Hưng đối với năng lực của Huống Thiên Minh sau 3 lần biến thân phi thường bội phục, lớn tiếng than vãn. Hồng Quân hình như nghĩ tới điều gì đó, mỉm cười hỏi: Triệu tướng quân, ngài ở chỗ này nhiều năm như vậy còn chưa thấy qua tộc người cương thi sao? Không có, mấy tầng không gian này ta chưa từng thấy qua cương thi. Trước kia hình như đã nghe nói qua cái tên này, nhưng lại không biết là cái gì, lần này mới được biết. Triệu Vân Hưng suy nghĩ một chút, cái tên cương thi hắn không nhớ rõ đã nghe khi nào, có thể là từ người của Tu La Ma Giới chết đi truyền ra ngoài. Ta hiểu rồi, cảm ơn Triệu tướng quân. Hồng Quân mỉm cười, nhưng trong lòng lại có một điểm nghi hoặc. Nếu Triệu Vân Hưng đều chưa thấy qua cương thi, vậy nếu cương thi cùng với các chủng loại khác không giống nhau thì căn bản là không có tới không gian này. Hồng Quân, ngươi có nhiều cao thủ như vậy, chuyện bắt Bạch Hổ Thành là không có vấn đề gì. Bất quá sau khi bắt Hổ Thành, ngươi có ý tưởng gì? Chẳng lẽ là chiếm cứ một tầng không gian này sao? Triệu Vân Hưng đối với Hồng Quân tựa như đối với Tần Vũ năm đó. Ở chỗ này Hồng Quân là người hắn quan tâm nhất. Nguyên lai hắn cũng có người thân, nhưng đến khi chết cũng không được thấy qua, bây giờ cũng không biết họ như thế nào. Đối với lựa chọn sau này của Hồng Quân, Triệu Vân Hưng chính là rất quan tâm. Hồng Quân đối với Triệu Vân Hưng cũng rất tôn kính. Theo ý của Triệu Vân Hưng, Hồng Quân chính là xưng hô bằng Triệu tướng quân. Triệu Vân Hưng cũng đối với Hồng Quân như vậy, với Tần Vũ giống nhau, trực tiếp kêu tên. Ta không có ý tưởng thống nhất nơi này, việc khống chế Bạch Hổ Thành, ta chỉ là muốn nghe một số sự tình, kể cả bằng hữu còn chưa có tìm được. Không bao lâu nữa ta sẽ phi thăng, bọn họ cũng rất nhanh sẽ phi thăng. Nơi này đối với chúng ta mà nói, chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Hồng Quân có chút thở dài, tìm được cổ bàn là nguyện vọng lớn nhất của hắn. Kỳ thực, trong khi khống chế thành trì, hắn đã phái mấy vạn tiên đế đi ra ngoài để tìm tin tức của cổ bàn. Chỉ là đến bây giờ một chút tin tức đều không có. Người có thể nghĩ như vậy là rất tốt, lòng ham quyền thế rất hại người. Năm đó chàng người tốt nhất cũng là điểm ấy, không có cái gì là ham quyền thế. Ta hy vọng ngươi sau này có thể giống cha ngươi, trở thành một đại nhân vật. Chuyện của Tần Vũ, Hồng Quân đều nói hết cho Triệu Vân Hưng nghe. Đối với thành tựu của Tần Vũ, Triệu Vân Hưng rất là vui mừng, cũng rất cảm thán. Hắn không có nghĩ đến lúc trước kia một tiểu hài tử chỉ có thể tu luyện ngoại công, bây giờ lại trở thành một đại nhân vật trong thần giới. Triệu tướng quân người yên tâm đi, Hồng Quân nếu có lòng ham quyền thế, thì lúc trước trong khi tại Tu La Ma giới, hắn có rất nhiều cơ hội lớn, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng có ý niệm đó. La Băng cười cười, trong khi ở Tu La Ma giới, Hồng Quân đã làm quân đoàn thống soái. Với quân đoàn thống soái của hắn đã làm cho La Băng một áp lực mạnh mẽ. Chuyện này La Băng đã sớm hiểu rõ. Triệu Vân Hưng gật gật đầu, xem ra Mã Thiên Lý hôm nay không thể chạy thoát kiếp nạn này. Ta muốn đi xuống đánh giết một trận. Triệu tướng quân nếu muốn giết đương nhiên có thể, những người này không thể là đối thủ của Triệu tướng quân ngươi. La Băng có chút cười cười nói, nàng đối với chuyện đánh nhau đã mất đi hứng thú, chỉ muốn xem một chút náo nhiệt mà thôi. Triệu tướng quân, ngài muốn đi thì nên đi giết Mã Thiên Lý trước, nếu hắn bị ngài giết chết, Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh lần này đều phải khóc hận rồi. Hồng Quân a a cười, hắn không thể động thủ, nếu có thể động thủ mà nói, hắn không chừng sẽ đi giết Mã Thiên Lý trước tiên, để cho Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh phải trợn mắt. Như thế cũng tốt, không làm phiền các ngươi nữa, ta đi động chân động tay một chút đây. Triệu Vân Hưng nói một câu khó hiểu, dứt lời liền xông ra ngoài, trước cùng bọn hộ pháp còn sót lại bên ngoài mà đánh giết. Không làm phiền chúng ta, làm phiền chúng ta cái gì? La Băng sửng sốt, không rõ ý tứ trong lời nói của Triệu Vân Hưng, nhưng lập tức sắc mặt lại ửng đỏ, cúi đầu xuống. Triệu Vân Hưng xuất hiện đã làm cho cục diện càng trở nên hỗn loạn. Người của Tiên Ma Yêu Giới thấy hắn gia nhập, rốt cuộc cũng bắt đầu bạo động. Người của Thành Chủ Phủ toàn bộ lâm vào cảnh khủng hoảng. Vô số cao thủ của Thành Chủ Phủ đều tập trung ở nơi này, một mảng hỗn chiến bắt đầu. Bạch Hổ Thành này là thành trì đã xuất hiện không biết bao nhiêu năm rồi, trải qua không biết bao nhiêu thời gian, có trăm vạn thành trì của tiên đế cấp bậc,
Đây là lần đầu tiên lâm vào cảnh hỗn loạn. Hỗn chiến một hồi, cao thấp lập tức phân hiện. Triệu Vân Hưng đã sớm ngờ tới có ngày hôm nay, nên cộng đồng người Tiên Ma yêu giới đều để cho hắn bí mật huấn luyện. Từ lúc bắt đầu hỗn loạn cho tới giờ, người của bên Triệu Vân Hưng phối hợp so với người của thành chủ phủ muốn tốt hơn rất nhiều, dần dần khống chế được thế cục. Thế lực hai bên hỗn chiến, Lý Thanh Minh mang theo người của mình chuẩn bị thật tốt, vì còn có Bạch Vạn Kiếm để cho bọn họ phải đề phòng. Liễu Nhất Minh ba người đều ở chỗ Lý Thanh Minh, nếu Bạch Vạn Kiếm có hành động bất thường, bọn họ lập tức có thể đối phó. Mã Thiên Lý lúc này đã không còn bộ dáng nhàn hạ như vừa rồi nữa, mấy trăm tiên đế cửu cấp của thành chủ phủ đã được hắn điều động tới. Sau khi hỗn chiến bộc phát, những tiên đế không thể chiến đấu được nữa đều tập trung lại phía sau. Sau khi Huống Thiên Minh đánh chết hơn 40 đế cấp cao thủ bao vây, trực tiếp hướng Mã Thiên Lý bay tới. Hơn 30 cao thủ cửu cấp bên cạnh Mã Thiên Lý không dám đón đỡ. Vừa rồi hình dáng của 40 người, bọn họ đều thấy trong mắt. Bang! Huống Thiên Minh không có đánh được tới trên người của Mã Thiên Lý, đã bị mấy hộ pháp đội viên cuối cùng sử dụng thân thể chắn trước mặt, ngạnh kháng công kích của Huống Thiên Minh, nên Mã Thiên Lý một phen thoát mạng. Không có nghĩ cái dạng thành chủ như vậy lại còn có người trung tâm với hắn. Hồng Quân có chút lắc đầu, hắn không biết Mã Thiên Lý bình thường rất được lòng người, nếu không hắn cũng không có khả năng lên làm thành chủ. Khi lên làm thành chủ mới lộ ra bộ mặt của mình. Bạch Hổ Thành chưa làm nhiều cỗ thế lực như vậy, tất cả đều do dục vọng quyền lợi của hắn mà tạo thành. Có thể lên làm thành chủ, tất nhiên hắn rất có khả năng. Mấy người tận tâm trung thành với hắn, không có gì gọi là đáng ngạc nhiên cả. La Băng nhàn nhạt nói, nàng đã từng có địa vị rất cao, đối với chuyện này cảm thấy rất bình thường. Ta đã quên, nàng chính là Tu La Đế Quân, nắm trong tay vô số tính mạng của người Tu Ma à. Hồng Quân nhếch mép cười, nhưng lại nhận ở La Băng một trận liếc mắt. Chà chà, Lão Huống, ngươi không nên tranh giành với ta, người kia là của ta. Trong khi Tôn Ngộ Không còn đối chiến cùng với vô số cao thủ cửu cấp, thì Huống Thiên Minh đã tìm tới Mã Thiên Lý. Mắt thấy mình sắp thua đến nơi, Tôn Ngộ Không rất cuộc cũng xuất ra tuyệt chiêu Kinh Thiên Liên Hoàn Tái Liên Hoàn Côn. Một tiếng quát bạo nộ truyền ra xa, kim bổng trong tay Tôn Ngộ Không biến thành 2, 2 biến thành 4, rồi nhanh chóng biến thành 72 kim bổng, bắt đầu từ Kinh Thiên Thất Thập Nhị Côn tới Kinh Thiên Nhất Côn cùng nhau nện xuống. Đồng thời Tôn Ngộ Không phát động chính mình lĩnh vực đặc biệt, chế trụ tốc độ của đám cao thủ cửu cấp. Bạo, bạo, bạo! Tôn Ngộ Không liên tục hét vài tiếng. Sau khi Kinh Thiên Nhất Côn chấm dứt, ngay sau đó là Kinh Thiên Tam Côn, Kinh Thiên Cửu Côn, rồi tiếp tục cho tới Kinh Thiên Thất Thập Nhị Côn. Sau đó kim bổng mới bay trở về tay hắn. Sau khi chiêu Kinh Thiên Liên Hoàn Tái Liên Hoàn Côn này hạ xuống, mấy trăm thước xung quanh Tôn Ngộ Không đều không còn một bóng người nào. Hồng Quân đã thấy gần ngàn đạo nguyên khí màu xám tiến nhập vào không trung dưới một chiêu này. Tôn Ngộ Không không chỉ giết hơn 40 người cao thủ cửu cấp vây quanh, mà ngay cả toàn bộ hộ pháp đội viên thành chủ mang theo đều bị giết sạch sẽ. Hai mắt lóe lên kim quang, Tôn Ngộ Không cầm trong tay côn bổng, trong mắt người của thành chủ phủ hắn đã hóa thành ma quỷ. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn hắn. Lần công kích này của hắn so với rung động vừa rồi Huống Thiên Minh gây ra cho mọi người còn muốn lớn hơn. Nhìn côn của lão Tôn ta đây! Đã đánh chết rất nhiều người như vậy mà chiến ý của Tôn Ngộ Không chỉ có thỏa mãn chút ít, kim bổng hướng Mã Thiên Lý mà đánh tới. Ai, xem ra ta thật sự đã già rồi, cái chuyện kinh khủng này có điểm thụ hưởng không được. Triệu Vân Hưng cùng với tất cả mọi người đều đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Hồng Quân cùng La Băng là còn vẻ mặt bình tĩnh nhất. Triệu tướng quân, ngài không già, đặc biệt không thể thua những người tuổi trẻ như bọn hắn. Hồng Quân mỉm cười truyền âm cho Triệu Vân Hưng, vừa rồi hắn thở dài bị Hồng Quân nghe được, trong đó có chút đau đớn. Triệu Vân Hưng con mắt sáng ngời, kỳ thực trong lòng Triệu Vân Hưng là phi thường tranh cường, chỉ là rất ít khi hắn biểu lộ ra ngoài. Lúc trước trên chiến trường, nếu không phải vì tranh cường nhục mắng thượng thiên của Minh Vương Triều thì cũng đã không chết thảm. Hồng Quân, ngươi nói không sai, ở chỗ này ta một chút cũng không có già. Triệu Vân Hưng căn bản không cần thần khí mà Hồng Quân đưa cho hắn, hai quyền hắn chính là vũ khí. Hơn nữa, với thân thể cứng rắn, hướng tới đám người hộ pháp mà phóng đi, không một người nào chống đỡ được lão tướng quân này. Triệu tướng quân cố lên, Mã Thiên Lý còn chưa có chết, ngài vẫn còn cơ hội. Hồng Quân vỗ tay cười to, Tôn Ngộ Không vẫn đang vất vả với đám người vây quanh Mã Thiên Lý, dùng thân chống đỡ công kích của hắn. Giết bọn họ thì dễ, chỉ là chưa thể giết được Mã Thiên Lý.
Chư vị đại nhân, mời các vị ra tay cứu giúp, nếu ta chết, bọn họ cũng sẽ không buông tha các ngươi đâu. Mã Thiên Lý trong lòng thập phần oán hận ba mươi mấy tiên đế cửu cấp này, khoanh tay một bên đứng nhìn, mặc kệ hắn chết sống ra sao, chỉ là bây giờ mạng sống của hắn phụ thuộc vào họ, nên chỉ có thể mềm mỏng cầu khẩn. Thành chủ đại nhân, địch nhân thực lực cường đại, người cũng thấy được, hơn 80 đồng đạo của chúng ta bây giờ cả xác cũng không còn, chúng ta thực là không có biện pháp gì. Hơn 30 cao thủ cửu cấp này đã sớm thối lui qua một bên, bọn họ đều lo lắng tình huống của chính mình, bởi vì bọn họ tin tưởng nếu bọn họ đầu hàng, Triệu Vân Hưng sẽ không gây khó khăn cho bọn họ. Triệu Vân Hưng cùng với bọn họ lại không có mâu thuẫn trực tiếp nào. Lên! Triệu Vân Hưng rốt cuộc cũng tới được gần nơi Mã Thiên Lý đang đứng. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh vừa đánh chết tên hộ vệ cuối cùng của Mã Thiên Lý, một đạo ngân quang xuyên qua giữa hai người bọn họ, trong nháy mắt xuyên qua thân thể Mã Thiên Lý. Mã Thiên Lý không cam lòng, hai mắt trừng to rồi ngã xuống mặt đất. Này! Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Triệu Vân Hưng, chỉ thấy hắn mỉm cười thu hồi thanh trung phẩm thần kiếm mà Hồng Quân đã cấp cho hắn. Trên thân kiếm còn lưu lại vết máu màu xám. Kế tiếp xoay người đi về bên cạnh Hồng Quân cùng La Băng. Không có người chỉ đạo, binh lính lập tức tiêu tán. Một số thế lực nhỏ của tiên đế vốn thuộc thành chủ phủ còn sót lại hầu như đã sụp đổ hoàn toàn. Mã Thiên Lý vừa chết, mấy trăm tiên đế cửu cấp bên ngoài đều chạy trốn sạch sẽ. Bên trong còn có một ít tiên đế sống sót đều giống nhau điên cuồng đào thoát. Có thể bảo toàn tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng bọn họ đã quên những người của tiên ma yêu giới như thế nào có thể buông tha cho họ. Vừa rồi một phen giết chóc đã làm gợi lên tình cảnh tranh đấu của họ lúc còn sống, làm kích lên ý chí cao ngất và khát vọng chiến đấu mãnh liệt. Nên hôm nay đối với những tiên đế thất trận này, bọn họ không có chút nào gọi là hạ thủ lưu tình, thẳng tay tàn sát bọn người này. Tàn quân của thành chủ phủ đã mất đi ý chí, nhân số lại không bằng người của Triệu Vân Hưng bên này, vậy cục diện không còn có thể gọi là chiến đấu nữa, mà rõ ràng là đồ sát. Ba mươi mấy tiên đế kiểu cấp vốn hộ vệ bên cạnh Mã Thiên Lý cũng là không có chút động tác nào, lãnh đạm nhìn tràng cảnh giết chóc vô tình đang diễn ra. Sau nửa canh giờ, ngoại trừ ba mươi mấy tiên đế kiểu cấp này, toàn bộ người của thành chủ phủ đều vong mạng. Từ lúc Mã Thiên Lý mang theo binh lính tới gây khó dễ cho Triệu Vân Hưng tới khi chấm dứt bất quá chỉ mới 3 canh giờ, hơn 6.000 tiên đế đã biến mất. Kể ra nơi này so với tiên ma yêu giới, tu la giới giết chóc càng thêm tang khốc. Dù sao ở tiên ma yêu giới hay là tu la giới, đế cấp cao thủ rất ít khi chết trận. So với nơi này bất đồng, trong tầng không gian này tất cả đều là đế cấp cao thủ, chỉ cần phát động chiến đấu, nhất là đại quy mô thế lực chiến đấu đều chết trận không ít cao thủ đế cấp. Nhưng kinh hoàng giống như trận đánh hôm nay trước giờ đều chưa có. Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh trở lại bên cạnh mấy người Hồng Quân, vẻ mặt buồn bực. Giết nhiều người như vậy, hai người đều đã nghĩ mình sắp giết được Mã Thiên Lý, không nghĩ tới lại bị Triệu Vân Hưng chiếm tiện nghi. Phải nói là thật sự chiếm tiện nghi. Người của thành chủ phủ chỉ chú ý đến đại danh tiếng của hai người Tôn Ngộ Không và Huống Thiên Minh, đối với Triệu Vân Hưng căn bản không có chú ý tới vị đầu lĩnh thế lực Đông Thành này. Đây cũng là lý do Triệu Vân Hưng dễ dàng ra tay, nhưng lại ra tay ngay trước mũi của hai người bọn họ. Ê, Băng Nhi, xem ra chúng ta không có ai thắng à? Không thể tưởng tượng được, Triệu tướng quân tuy lão nhưng vẫn còn trắng kiện như vậy, làm cho Cương Thi Hoàng cùng với thiên tài chiến đấu của chúng ta xem ra còn thua kém à? Đúng vậy, ta vốn nghĩ có thể thắng ngươi một lần yêu cầu, nhưng lại để cho lão tướng quân phá hủy à? La Băng mấy ngày nay mà nói không còn phải mang trên người trách nhiệm nặng nề nữa. Vô luận là nói chuyện hay là hành động của nàng đều ngày càng mang dáng dấp của một thiếu nữ duyên dáng. Nếu không có nũ ruồi vây quanh như vậy thì lão Tôn đã giết cái tên rùa rút cổ kia từ rất lâu rồi. Tôn Ngộ Không vừa thất vọng vừa phẫn nộ nói, đồng thời nhìn sang Huống Nhật Minh. Huống Nhật Minh mặc dù trong lòng cũng là buồn bực, nhưng không có so đo với Tôn Ngộ Không, chỉ là nhàn nhạt cười cho xong việc. Chúng ta 37 người cửu cấp tiên đế tham kiến Triệu tướng quân, từ nay về sau nguyện phục vụ tướng quân là việc chính, thề không phản bội. Vốn 30 mấy tiên đế này đã nhìn thấy tình thế rõ ràng, lập tức quyết định phục tùng Triệu Vân Hưng. Hồng Quân cùng Triệu Vân Hưng đối với hành động của 30 mấy người này không có chút kinh ngạc. Vừa rồi những người này không động thủ, hai người đã hiểu được tâm tư của bọn họ. Hồng Quân cười nói với Triệu Vân Hưng:
Triệu tướng quân, ngài xem 37 tiên đế cửu cấp này phục tùng ngài là việc tốt à? Ê, Hồng quân, những người này có thể phản bội Mã Thiên Lý, một ngày nào đó cũng sẽ có thể phản bội lại ta. Người như vậy ta thực sự không dám nhận, sợ rằng bây giờ cũng chỉ có người mới có thể khống chế bọn họ, không bằng người thu đi à? Triệu Vân Hưng đã từng là đại tướng quân, ghét nhất chính là kẻ phản bội, như thế nào có thể tiếp nhận bọn họ? Triệu tướng quân, ngài đã đùa sao? Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh thực lực ngài cũng đã thấy được, hay là vị tiểu thư La Băng này thực lực cũng không kém so với hai người bọn họ? Ngài xem, ta còn cần thứ phế vật này nữa sao? Phế vật ư? Ba mươi mấy tiên đế nghe được trong lòng giận dữ, đây tuyệt đối là vũ nhục bọn họ, nhưng lại không dám tỏ vẻ gì. Vừa rồi hai người kia đã giết hơn 100 tiên đế cửu cấp, đối với bọn họ muốn giết cũng là quá dễ dàng. Triệu Vân Hưng xoay người quay lưng về phía Hồng Quân nói: Hồng Quân, ta có chút mệt mỏi, không thể so với mấy người tuổi trẻ các ngươi, ta phải trở về phòng nghỉ ngơi, còn lại bọn hắn giao lại cho ngươi à. Nói xong liền trực tiếp đi thẳng trở về thư phòng của mình. Hồng Quân nhất thời hiểu được ý tứ của Triệu Vân Hưng, mỉm cười đối với 37 người nói: Chúng ta thật lo lắng, không ai muốn nhận các ngươi, cho nên... Nói đến đây, Hồng Quân xoay người hướng về phía Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh. Ngộ Không, Huống huynh, không biết các ngươi có mệt hay chưa? Tôn Ngộ Không hăng hắc cười nói: Mới đánh có chút xíu, lão Tôn như thế nào đã mệt được, nhưng thật ra không biết Huống huynh thế nào. Huống Thiên Minh trả lời Tôn Ngộ Không không phải lời nói mà là động tác. Trong khi Tôn Ngộ Không nhìn về phía Huống Thiên Minh thì phát hiện thân ảnh đã sớm biến mất, sau một khắc đã nhập vào trong đám người 37 tiên đế. A! Một tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy hữu thủ của Huống Thiên Minh đã xuyên qua đầu của một người cửu cấp tiên đế. Cửu cấp tiên đế kia chỉ kịp hét thảm một tiếng, đồng thời chân linh lập tức dung nhập vào trong không gian. 36 tiên đế còn lại một trận hoảng loạn, bọn họ nghe rõ cuộc đối thoại của Hồng Quân, nhưng chưa kịp thương lượng đối sách thì Huống Thiên Minh đã vọt tới. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên đường bay tới đã trải qua hai lần biến thân. Hèn hạ! Tôn Ngộ Không tức thì quát to một tiếng, vội vàng cầm lấy kim bổng chạy đi. Bang bang bang! Tôn Ngộ Không vừa đuổi tới lại tiếp tục nghe được ba thanh âm của nắm đấm và thân thể chạm vào nhau. Kiểu cấp tiên đế không thể phi hành, không thể thuấn di, nhưng luận về tốc độ thì rất nhanh, nhưng nếu so với Huống Thiên Minh thì vẫn là một trời một vực. Lại không có chiến giáp hộ thể, những tiên đế này có thể nói là nhục thân cực kỳ yếu ớt, căn bản không thể chống cự với nắm đấm của Huống Thiên Minh. Huống Thiên Minh cứ như thế từng người giải quyết gọn gẽ. Kinh thiên, liên hoàn tái liên hoàn côn. Không bận tâm thể lực tiêu hao, Tôn Ngộ Không lại sử dụng kinh thiên côn pháp liên hoàn kích. Tôn Ngộ Không nóng nảy, một bộ liên hoàn kích đánh tới đám người kia, căn bản không có quản trong đám người đó còn có Huống Thiên Minh. La Băng có chút choáng váng khi thấy hành động của Tôn Ngộ Không, kinh dị nói: Nguyên lai Tôn Ngộ Không coi trọng thắng thua như vậy. Đúng vậy, người mới biết à? Hồng Quân bên cạnh cũng sửng sốt, nghe được La Băng nói có chút cười cười. Bang một tiếng, Huống Thiên Minh nắm đấm lại một lần nữa mang theo tính mạng của một người cửu cấp tiên đế. Nhìn côn khí khổng lồ bao trùm đầy trời nhanh chóng chạy khỏi vòng chiến, đồng thời mắng: Tôn Ngộ Không, người điên rồi, ngay cả ta cũng đánh sao? Kinh thiên côn pháp liên hoàn kích trực tiếp nghiền nát mười mấy tiên đế cửu cấp, chỉ có mấy tiên đế có thể tránh thoát nhưng đều sững sờ đứng tại chỗ. Vừa rồi đứng ở xa xa, mặc dù biết đây là kinh thiên côn pháp lợi hại của Tôn Ngộ Không, chỉ một thoáng đã giết hơn 10 đế cấp tiên đế, nhưng giờ phút này đối diện với nó mới cảm nhận được thật sâu nỗi sợ hãi. Đường đường là cửu cấp tiên đế cũng chịu không nổi phải run rẩy. Tôn Ngộ Không cười hăng hắc: Ta đã biết ngươi có thể tránh thoát, cho ngươi hay, những người này đều là của ta. Nói xong tiếp tục tiến lên, tùy ý đánh giết những tiên đế thoát chết còn sót lại. Huống Thiên Minh sửng sốt, lúc này mới chịu đi. Tôn Ngộ Không có lĩnh vực đặc biệt, có thể hạn chế động tác người khác, chỉ là vừa rồi chính mình không bị ảnh hưởng. Hiển nhiên là vừa rồi Tôn Ngộ Không sử dụng kinh thiên côn pháp liên hoàn kích, nhưng vốn không có phát động cái lĩnh vực khống chế không gian pháp tắc kia. Số hầu tử này cũng rất có tâm cơ. Huống Thiên Minh vừa mới hiểu được lại muốn lên tiếp chiến, nhưng đã phát hiện Tôn Ngộ Không tay vác kim bổng đi trở về, trên vẻ mặt lộ một nụ cười đắc ý. Lần này Tôn Ngộ Không xem như toàn thắng, Huống Thiên Minh chỉ giết không đến 10 người, còn lại tất cả đều bị Tôn Ngộ Không giải quyết sạch.
Tình huống như vậy cho dù ai cũng không có nghĩ đến. Còn nói ta hèn hạ sao? Huống Thiên Minh bất mãn nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không. Hà hà, ngươi hẹp hòi vậy sao? Nhưng mà ngươi đã hai lần, nhân lúc ta còn chưa chuẩn bị, đã xuất thủ, chúng ta coi như hòa. Tôn Ngộ Không cười trừ, hắn cũng biết lần này là mình không đúng. Quên đi, không cùng ngươi sau đó. Huống Thiên Minh vốn là người ít nói, cũng không am hiểu lý lẽ hơn thua, nên là không muốn cùng Tôn Ngộ Không so đo. Ngộ Không, ta thật sự là không nuốt nổi ngươi. La Băng trên mặt nụ cười mang theo một tia tiếu ý, nhìn Tôn Ngộ Không nói. Cái này là khen ngợi ư? Không đúng, chào phúng cũng không đúng. Có lẽ đây chính là kiểu chào phúng giữa bằng hữu với nhau. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, không đồng ý cũng không phản đối, mà chỉ cười cười. Hồng Quân còn lại là lắc đầu, nói đùa một câu. Xú hậu tử ngươi, thật sự là không có biện pháp với ngươi. Ngay lúc này, Triệu Vân Hưng đột nhiên từ trong phòng vọt ra, sắc mặt thâm trầm. Hồng Quân, tình huống không ổn rồi. Binh lính Vạn Bạch Kiếm chia làm hai đường phân biệt tấn công thành chủ phủ cùng với tổng bộ của chúng ta. Bọn họ muốn thừa nước đục thả câu. Có thật không? Hồng Quân hỏi, đồng thời khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc. Không muốn nghĩ sẽ giết nhiều người, nhưng mà Bạch Vạn Kiếm, người chính là tự mình tìm đến. Liễu Nhất Minh, Lý Thanh Minh, Khâu Nhân cùng Lý Hoành, bốn người đồng thời nhận được truyền tin từ Hồng Quân. Bọn họ không có tham gia chiến đấu nơi này, chính là phòng ngừa Bạch Vạn Kiếm. Bây giờ không nghĩ tới, Lý Thanh Minh lúc trước đã đoán đúng. Triệu tướng quân yên tâm, ta đã phái người đi trợ giúp. Những người này không hẳn có thể đối phó với Bạch Vạn Kiếm, nhưng tuyệt đối có thể cầm cự tới khi chúng ta chạy tới. Triệu Vân Hưng nghe Hồng Quân nói như vậy mới yên lòng. Mặc dù đại bộ phận đều ở chỗ này, nhưng tổng bộ như thế nào không có mấy vạn người. Nếu như bị Bạch Vạn Kiếm giết chết, hắn thực sự có lỗi với những người huynh đệ này. Cao thủ thành chủ phủ tất cả đều bị Mã Thiên Lý điều động đi, ngoại trừ mấy trăm tiên đế kiểu cấp đào tẩu đã bị thủ tiêu. Lúc này thành chủ phủ đối diện với thế lực cường đại của Đông Thành, căn bản một tia chiến đấu lực cũng không có, rất nhanh đã đầu hàng. Bạch Vạn Kiếm cũng không có thấy cuộc giết chóc bên phía Triệu Vân Hưng, vừa mới có tin tức đã chiếm lĩnh thành công thành chủ phủ, một cảm giác cực kỳ hưng phấn ở trong lòng thật lâu cũng không phai. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng thống nhất được Bạch Hổ Thành, mặc dù còn có viên đá cản đường nho nhỏ là Triệu Vân Hưng. Về phần bốn người Hồng Quân xuất hiện, hắn căn bản không để vào mắt. Hắn không phải coi thường bốn người Hồng Quân, nhưng đối với Thiên Quân Vạn Mã mà nói, bốn người thực lực dù có cường đại đến đâu cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, nếu Bạch Vạn Kiếm được chứng kiến biểu hiện của Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh, nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Cái gì? Có tới mấy vạn binh lính, còn có mấy người sở hữu tiên khí sao? Đột nhiên, Bạch Vạn Kiếm thu được tin tức, chính là một người thám thính thế lực tổng bộ của Tây Thành vừa mới trở về. Tiên khí, tiên khí! Bạch Vạn Kiếm hai mắt đều sáng lên, hai từ đó tất nhiên là rất hấp dẫn lòng người. Có sự hấp dẫn của tiên khí, Bạch Vạn Kiếm càng thêm hưng phấn, đồng thời hoan hô chính mình quyết định quá sáng suốt. Một lũ côn trùng, chết mà không yên, các ngươi cứ giữ vững, ta sẽ đích thân dẫn người tới. Rất nhanh, Bạch Vạn Kiếm liền truyền tin trả lời. Cũng lên để cho những người đó động tay động chân một chút đi. Bạch Vạn Kiếm muốn phái đi năm tiên đế kiểu cấp mà hắn đã lôi kéo mấy ngàn năm trước, sợ là họ cũng sắp phi thăng. Két một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Bạch Vạn Kiếm cẩn thận cung kính đi vào một gian phòng tối đen, thấp giọng nói. Bạch Vạn Kiếm, kính mời năm vị tiền bối. Có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ sao? Trong phòng một thanh âm âm trầm truyền đến. Người chắc còn nhớ kỹ, chúng ta nhiều nhất chỉ giúp ngươi 3 lần, lần này ngươi xác định muốn chúng ta ra tay sao? Đúng vậy, vãn bối bây giờ đã khống chế thành chủ phủ, thuộc hạ vãn bối đã xác định thế lực của Đông Thành Triệu Vân Hưng, rất mong các vị tiền bối ra tay giúp đỡ. Được rồi. Trong bóng tối, người nọ hình như là thở dài một hơi. Chúng ta sẽ tự đi tới, trước tiên ngươi cứ lui ra. Bạch Vạn Kiếm trong lòng vui vẻ, dựa theo ước định lúc trước, Bạch Vạn Kiếm muốn bọn họ theo mình, bọn họ chỉ có 3 lần ra tay, nếu chỉ có một người ra tay cũng tính là 1 lần. Hơn nữa, còn có đồng ý hay không ra tay còn phải xem tâm tình của bọn họ. Đây vốn là một điều ước không công bằng, nhưng nghĩ tới thực lực của 5 người này, ngược lại đối với Bạch Vạn Kiếm là thập phần có lợi. Tây Thành, Bạch Hổ Thành, giờ phút này ngoại trừ song phương thế lực, bất luận là người nào cũng tham gia chiến trường. Sợ rằng ngay cả Hồng Mông Vũ Trụ, 3 vị trưởng khống giả cũng chưa từng chứng kiến qua cảnh tượng như vậy. Hơn 10 vạn đế cấp chiến đấu, không có thiên khí,
không có chiến y, đế cấp cao thủ chiến đấu với nhau càng thêm trực tiếp. Đó là nắm đấm đối với nắm đấm, thân thể va chạm với thân thể, hoàn toàn là nhục thân tác chiến. Ở chỗ này, cấp bậc đã không còn có thể tạo được tính quyết định, mà trọng yếu chính là sự cường hãn của thân thể, sự cứng rắn của nắm đấm. Với tình huống chiến đấu như vậy, có lợi nhất chính là yêu đế. Cho dù là yêu đế có thân thể yếu nhất, cũng so với tiên đế bình thường cường hãn hơn so vô số lần. Đương nhiên, Triệu Vân Hưng là ngoại lệ. Dù sao, có người như vậy trong số tiên đế cũng là rất ít. Nên đó cũng là chuyện mọi người hối hận nhất. Ở không gian này, cái gì cũng không có, bọn họ mới phát hiện được tầm quan trọng của thân thể, mới phát hiện được công kích cự ly gần mới là có lợi, nhưng đã không còn cách nào có thể thay đổi. Phốc! Tại đây, trên chiến trường cũng là có ngoại lệ, một thanh trung phẩm tiên khí xuyên thấu qua thân thể của một tiên đế, lập tức thân thể người này bị cắn nuốt. Một tia chân linh dung nhập vào bầu trời vật chất màu xám. Kiếm tiên nọ cũng vừa về tới trong tay chủ nhân. Lý Thanh Minh chưa kịp lau vết máu trên kiếm lại lập tức nhập vào chiến trường tiếp tục chiến đấu. Hắn đối với Hồng Tiên Sinh chưa có gì cống hiến mà cũng được thưởng một kiện trung phẩm kiếm tiên, trong lòng đối với Hồng Quân thập phần cảm kích, lên chiến trường càng thêm tận lực. Liễu Nhất Minh, Lý Hoành, Khâu Nhân ba người cũng đều hết sức tận lực, đều là đế cấp cao thủ như nhau nên vũ khí quyết định hết thảy. Những đế cấp cao thủ mà không có chiến y căn bản không có cách nào chống cự với công kích của thượng phẩm tiên khí. Bốn người bọn họ trong nháy mắt đã giết chết mấy trăm tiên đế. Oanh! Một tiếng nổ, chỉ thấy một đoàn hắc bạch năng lượng trong giây lát bay tới đám người thế lực của Triệu Vân Hưng. Một sát na rơi xuống đất liền tạo thành bạo nộ, thành một cỗ lực lượng kinh khủng, một chút liền lấy đi mấy trăm tính mạng cao thủ. Đây là Tịch Tấn Thiên Hỏa cùng với Bích Kiên Hàn Khí ư? Trong đám người nhất thời sợ hãi kêu lên, vô luận là Tịch Tấn Thiên Hỏa hay là Bích Kiên Hàn Khí, chỉ có đế cấp cao thủ mới có thể ngăn cản. Nhưng một lượng lớn Tịch Tiễn Thiên Hỏa cùng Bích Kiên Hàn Khí hội hợp cùng một chỗ, sau khi bạo liệt xuất ra uy lực không phải đế cấp cao thủ có thể chịu được. Hơn nữa, những người này căn bản không có chiến y, nên một kích vừa rồi mới có thể mang đến đại uy lực như vậy. Cái gì? Bạch Vạn Kiếm cũng có thể mời được người của ám tinh giới, lại còn có tới 5 người sao? Bọn người Hồng Quân đang trên đường tới, thần thức không ngừng quan sát chiến trường. Bạch Vạn Kiếm còn chưa có tới, nhưng 5 người được hắn mời xuất thủ đã tới chiến trường. Vừa rồi làm cho mọi người rung động chính là 5 người nọ. Thần thức Hồng Quân phát hiện được rõ ràng cảnh giới của 5 người. Theo cấp bậc cờ ám tinh giới mà nói, có 4 người đều là 17 tinh đế cấp cao thủ, khoảng cách tới 18 tinh đế cấp cao thủ cũng là không xa. Còn có một người cường đại nhất, đương nhiên là 18 đế cấp cao thủ, hình như chính là Kim Hình Tông nhất mạch. Mà một kích vừa rồi rõ ràng chính là một người Hắc Viêm Tông cùng với Bạch Huyền Tông cao thủ liên thủ hợp kích. Chúng ta nhanh một chút, nếu chậm sợ rằng người của Thiên Ma yêu giới không cầm cự được nữa. Hồng Quân nghiêm túc nói. Ám tinh giới rất mạnh sao? Tôn Ngộ Không liếm liếm môi hưng phấn hỏi. Bên cạnh Huống Thiên Minh, La Băng, Triệu Vân Hưng cũng là vẻ mặt mơ hồ, tựa như nhận thức về cương thi. Ám tinh giới đối với bọn họ mà nói cũng mơ hồ y như vậy. Hồng Quân đột nhiên tăng tốc. Các ngươi nhanh lên, Ngộ Không, Huống Huynh, Băng Nhi, Triệu Tướng Quân, ta nhắc nhở các ngươi một câu, trên chiến trường đang có 5 người ám tinh giới, trong đó 4 người là 17 đệ tinh đế cấp cao thủ, độ cường hãn thân thể có thể so với trung phẩm thần khí, một người 18 tinh đế cấp, thân thể lại không yếu hơn so với thượng phẩm thần khí, cái này cũng chưa tính, người của ám tinh giới am hiểu nhất chính là trọng lực lĩnh vực này tuy không thể so với không gian pháp tắc, nhưng để chống lại đế cấp cao thủ thì tuyệt đối là một cơn ác mộng đấy. Mấy người đang chạy rất nhanh đột nhiên sững lại. Cường đại vậy sao? Thượng phẩm thần khí ư? Nếu tính ra kinh thiên côn pháp của Tôn Ngộ Không cùng lực công kích của Huống Thiên Minh sau 3 lần biến thân mới có thể gây thương tổn cho bọn họ, La Băng cho dù dùng tới kiện Hồng Mông Linh Bảo phòng trừng cũng không nắm chắc. Lại nói Triệu Vân Hưng mặc dù có trung phẩm thần khí, đối mặt với người như vậy vẫn như cũ không hề có phần thắng. Trên chiến trường, người của Thiên Ma yêu giới không ngừng giảm sút, mới ngắn ngủi trong chốc lát mà mấy ngàn nhân mạng đã tiêu tán. 5 cao thủ ám tinh giới đến không chỉ tăng thêm thực lực mà còn tăng thêm sĩ khí. Người của Bạch Vạn Kiếm bên này nhìn thấy người mình cường đại như vậy, sức đánh giết cũng hăng lên. Người của Thiên Ma yêu giới dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Ngay lúc này, một thanh thượng phẩm kiên kiếm đột nhiên bay về phía một người, chính là lão giả của ám tinh giới.
kiếm tiên xuất ra, đạo đạo ngân quang, âm thanh xé gió đặc hữu của tiên khí phát ra, trên chiến trường đặc biệt chói tai, hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý tới. Không biết lượng sức mình. Lão giả ám tinh giới này đúng là thủ lĩnh của năm người, tên là Lam Sam, Kim Hình Tông 18 tinh đế cấp cao thủ. Nhìn kiếm tiên nọ bay tới, chỉ vung tay lên, một đạo kim sắc năng lượng cùng với kiếm tiên va vào nhau. Nhất thời kiếm tiên bị đoạn liệt từng mảnh, rơi xuống mặt đất. Cách đó không xa, Lý Hoành đột nhiên phun ra một ngụm máu màu xám. Vũ khí cùng với huyết nhục tương dung, vũ khí bị gãy ra, lập tức thân thể cũng bị trọng thương. Thượng phẩm kiếm tiên của ta! Bên ngoài chiến trường, Bạch Vạn Kiếm đang chố mắt nhìn cảnh tượng này một cách tiếc nuối. Thượng phẩm kiếm tiên tại thế giới này có được bao nhiêu cái tồn tại đây, lại bị năm người chính mình phái tới tùy ý phá gãy. Phá gia chi tử, phá gia chi tử! Bạch Vạn Kiếm khóc thầm, vốn kiếm tiên đã có thể dễ dàng tới tay, vậy mà đã bị phế đi. Lam Sam hừ lạnh một tiếng, một đạo kim sắc năng lượng một lần nữa bắn ra, trong chớp mắt đã tới trước mặt Lý Hoành. Lý Hoành vừa mới bị thương căn bản không có cơ hội tránh né. Năng lượng màu vàng trong nháy mắt xuyên thấu thân thể Lý Hoành. Hai mắt Lý Hoành chậm rãi mất đi thần sắc, tinh thần bay vào không trung, thân thể từ từ dung nhập vào lòng đất. Lý Hoành! Cùng Lý Hoành tương giao đã mấy trăm ngàn năm, Khâu Nhân đang ở bên ngoài Lý Hoành không xa, thấy nhân ảnh bên cạnh đã chậm rãi ngã xuống, nói cho hắn biết lão bằng hữu đã kết giao mấy trăm ngàn năm nay đã thật sự rời khỏi chính mình. Sát! Khâu Nhân con mắt đục ngầu sự giận dữ, ngự phi kiếm thượng phẩm kiếm tiên hướng tới Kim Hình Tông lão giả phóng đi. Bang! Thượng phẩm kiếm tiên bị một người dùng tay chụp lấy. Khâu Nhân đừng xúc động quá, mấy người này không phải là người là ngươi có thể đối phó được đâu, giao cho ta xử lý đi. Hồng Thiên Sinh! Người xuất hiện trước mắt chính là Hồng Quân. Lý Hoành chết, Hồng Quân cảm thấy trong lòng đau đớn, nhưng lại không kịp cứu viện. Thấy Khâu Nhân xúc động, không màn tới tu vi yếu, tận lực báo thù. Hồng Quân một tay bắt được kiếm tiên, cản Khâu Nhân lại. Đưa kiếm tiên cho Khâu Nhân, Hồng Quân xoay người, cao giọng hỏi: mấy vị có phải là ám tinh giới bằng hữu không? Nói chuyện trong lúc còn ở xa xa, đợi nói xong thì Hồng Quân đã mang theo mấy người Tôn Ngộ Không tới đối diện với năm người bọn họ. Năm người nọ đều là sừng sốt, đúng như lời Hồng Quân, bọn họ chính là người của ám tinh giới, chỉ là chuyện này bọn họ căn bản giữ bí mật, bí mật này ngay cả Bạch Vạn Kiếm cũng không biết. Đánh giá người đã mở miệng nói, tuổi còn trẻ tiểu tử Lam Sam nhíu mày, phát hiện được mặc dù hắn đã là 18 đế cấp cao thủ thực lực, nhưng lại không thể nhìn thấu tiểu tử trước mắt này. Sau đó hướng tới mấy người còn lại, Triệu Vân Hưng thất cấp tiên đế, bọn họ đã biết, một thân hỏa y Tôn Ngộ Không cửu cấp yêu đế, còn có một ma đế cửu cấp, giờ một người được bao phủ bởi một đoàn ngân quang, hắn nhìn không thấu. Lão giả suy nghĩ một chút, không cũng không có trực tiếp trả lời Hồng Quân mà hỏi lại: ngươi là người phương nào? Ta là ai cũng không trọng yếu, tiên ma yêu giới cùng với ám tinh giới là người một nhà, bằng hữu vì sao lại trợ giúp người khác đến chấn áp tiên ma yêu giới một tộc như vậy? Ta được người khác phân phó, cũng chỉ làm việc cho người khác thôi. Lam Sam thẳng thắn nói: cha cha, xem lão Tôn một bổng giải quyết ngươi đây. Tôn Ngộ Không ở một bên đã sớm nhịn không được, vừa hét lên vừa cầm kim bổng lao tới, mà Hồng Quân cũng không kịp ngăn trở, dù sao với tình huống hiện tại đã không còn cơ hội để hòa hoãn. Huống Thiên Minh, La Băng, thậm chí Triệu Vân Hưng cũng đều chuẩn bị trạng thái chiến đấu tốt nhất tùy thời mà xuất thủ. Triệu tướng quân, nói ra có lẽ đắc tội với ngài, những người này không một ai là tướng quân có thể đối phó. Nơi này giao cho chúng ta, ngài hãy đi giải quyết cái đám tạp chủng của Đông Thành đi. Hồng Quân nhìn Triệu Vân Hưng muốn động thủ, hắn không dám để cho sư tôn đầu tiên của cha mình có một chút thương tổn nào, lập tức truyền âm cho Triệu Vân Hưng. Triệu Vân Hưng suy nghĩ một chút, rồi thanh âm lại vang trong đầu của Hồng Quân: thôi, sau này thiên hạ là của những người trẻ tuổi các ngươi, ta thật sự đã già rồi. Nói xong, liền chuyển thân nhập vào trong đám người đang hỗn chiến, quả nhiên là hổ nhập dương quần. Có Hồng Quân đối phó với năm cao thủ ám tinh giới, hơn nữa lại có Triệu Vân Hưng gia nhập, tình hình chiến trường dần dần thay đổi. Bang! Một thanh âm kim loại chạm vào nhau vang lên. Một bên Tôn Ngộ Không đã cùng Lam Sam đánh nhau, kỳ lạ ở chỗ bốn người ám tinh giới còn lại không hề có ý tứ can thiệp, hiển nhiên đối với thực lực của lão giả này thập phần tin tưởng. Bốn tên còn lại so với lão gia hỏa kia có yếu hơn một chút, không biết ngươi làm sao đối phó với bọn họ đây.
Hồng Quân nhìn Tôn Ngộ Không đã đi đối phó với kẻ địch mạnh nhất, âm thầm truyền âm cho Huống Thiên Minh. Bốn tên kia! Huống Thiên Minh cũng không có truyền âm trả lời Hồng Quân, mà là trực tiếp hét lên. Vừa dứt lời đã hoàn thành lần thứ hai biến thân, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Tốc độ cương thi gây cho bốn người ám tinh giới một rung động quá lớn. Họ còn chưa có phản ứng kịp thì nắm đấm Huống Thiên Minh đã oanh kích lên một người trong số họ. Bang! Một thanh âm thật lớn vang lên. Người nọ bị Huống Thiên Minh sau hai lần biến thân công kích bay ra xa mấy trăm thước, quần áo rách nát. Nhưng mọi người mơ hồ có thể nhận thấy một quyền này chỉ làm cho người nọ bị xây sát một chút ngoài da mà thôi. Kết quả này Hồng Quân đã đoán ra được, nhưng La Băng thì không nghĩ tới. Cương Thi Hoàng lần thứ hai biến thân, toàn lực công kích, uy lực lại hại bao nhiêu nàng đã quá rõ. Nếu nàng không dựa vào truyền thừa linh bảo, tuyệt đối sẽ không dám ngạnh kháng một quyền này. Kỳ thực rung động nhất chính là bốn người ám tinh giới nọ. 17 tinh đế cấp cao thủ, thân thể có thể so với trung phẩm thần khí. Nếu nói kiểu cấp yêu đế, siêu cấp thần thú, chỉ sử dụng hai nắm đấm đều khó có thể dung chuyển thân thể của bọn họ. Mà người trước mắt không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa chỉ sử dụng nắm đấm lại có thể làm một người bị thương. Người nọ lại là người của Kim Hình Tông nhất mạch, có thân thể cường hãn nhất trong số họ. Điều này quả thực khó có thể tin. Kim Minh chính là 17 tinh đế cấp thuộc Kim Hình Tông nhất mạch cao thủ, đang bị đánh văng ngoài mấy trăm thước, kinh dị nhìn thương thế trên người. Từ khi tiến vào cảnh giới 15 tinh đế cấp, tại không gian này chưa người nào có thể làm hắn bị thương. Đã bao lâu rồi chính mình bây giờ lại bị thương, thật không thể tin được. Tịch Tấn Thiên Hóa, Băng Phách Hàn Khí. Hắc Viêm Tông Hắc Thịnh, Bạch Huyền Tông Bạch Kình, hai người phân biệt xuất ra hai công kích cực mạnh. Đồng thời Hắc Nham nãy giờ còn chưa nhúc nhích cũng đã phản ứng, lập tức hướng tới Huống Thiên Minh mà thi triển trọng lực lĩnh vực. Đông! Đang di động thật nhanh, Huống Thiên Minh đột nhiên cảm giác được thân thể chính mình phảng phất nặng thêm gấp 10 lần. Động tác chật chậm xuống, thậm chí so với mấy người ám tinh giới xung quanh còn muốn chậm hơn một chút. Nhìn tác động của Tịch Tấn Thiên Hỏa cùng Băng Phách Hàn Khí, Huống Thiên Minh chỉ là một chút nhíu mày. Cả người nổi lên một trận ngân quang, trong đó còn kèm theo một vệt nhàn nhạt màu vàng. Thân thể vọt tới trước, dựa vào năng lượng hộ thân để giải khai Tịch Tấn Thiên Hỏa cùng với Băng Phách Hàn Khí công kích. Mà lúc này 17 tinh đế cấp Kim Minh cũng chạy vội trở về, trực tiếp đánh một quyền đơn giản mang theo kinh khủng kim lực năng lượng. Đột nhiên trên thân thể Huống Thiên Minh nổ vang. Hắn không tin Huống Thiên Minh công kích cường đại, thân thể cũng sẽ cường hãn như hắn. Phá! Huống Thiên Minh tốc độ chậm xuống, vốn không kịp tránh né một quyền này, liền xông lên nghênh tiếp cùng với nắm đấm của Kim Minh đối kháng. Oanh! Thân thể hai người lập tức dội ngược trở lại. Hai cỗ công kích vô cùng cường hãn chạm nhau, chỉ lực lượng tiết ra ngoài thôi cũng khiến cho Hắc Thịnh, Hắc Nham cùng Bạch Kình không chịu được phải thu lui về phía sau. Thân thể Huống Thiên Minh bị dội trở về bên cạnh Hồng Quân cùng với La Băng, ánh mắt không ngừng lóe sáng, không biết đang tự hỏi cái gì. Có cần hỗ trợ không? La Băng cũng đã thật sự nhận thấy mấy người này lợi hại, không dựa vào vũ khí gì cũng có thể đối chiến cùng với Huống Thiên Minh hai lần biến thân, mà lại là không phân cao thấp. Chuyện này nàng chưa từng thấy qua. Cảm ơn, không cần. Huống Thiên Minh trả lời rất quả quyết. Mang cái này vào đi. Trên tay Hồng Quân xuất hiện một kiện quyền sáo lấp lánh ngân quang. Đây là thượng phẩm thần khí Liệt Thiên Quyền Sáo. Hồng Quân có chút thở dài. Thần khí của chính mình không có nhiều lắm, nếu còn cho nữa thì e rằng chỉ có thể còn thiên thần khí mà thôi. Lúc trước Khương Lập thấy tiểu nhi tử này tu vi tiến triển chậm chạp, vì thương nhi tử lên sau lưng Tần Vũ đã lấy không ít đồ vật, bất kể tốt xấu đều cho hắn, cơ hồ đều là thiên thần khí. Cho nên thần khí phần lớn đều là Hồng Quân sau khi tới cảnh giới thần nhân, dựa vào lĩnh ngộ đối với trận pháp mà luyện chế thành. Thực lực của hắn vẫn chưa đủ để có thể luyện ra thiên thần khí. La Băng hai mắt sáng ngời, vừa có thần khí, trên người hắn còn có Hồng Mông Linh Bảo. Mặc dù biết Hồng Quân có một vị ca ca là thần vương, nhưng cho dù như thế nào, nàng cũng không tin là Hồng Quân có thể lần lượt đưa cho người khác thần khí như vậy. Không khỏi đối với thân thế của Hồng Quân càng thêm vài phần hứng thú. Huống Thiên Minh không chút do dự tiếp lấy quyền sáo, sau đó bỏ lại một câu thiếu chút nữa để cho Hồng Quân ngã ngửa. Lâu như vậy bây giờ mới đưa cho ta. Nói xong mang theo quyền sáo, thân ảnh chợt lóe lên lại tiến vào vòng chiến. Ngay cả La Băng cũng là sửng sốt. Một người luôn luôn lãnh khốc như Huống Thiên Minh cũng nói ra những lời này,
Lập tức một ánh mắt u oán nhìn về phía Hồng Quân, trong mắt rõ ràng viết hai chữ thần khí. Hồng Quân nhìn ánh mắt này, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Băng Nhi, ngươi đã có Hồng Ngông Linh Bảo nên thần khí cũng không có tác dụng gì à?" La Băng bộ dáng hoàn toàn là một tiểu nữ nhân sâu kín nói: "Ta mặc kệ, bọn họ ngươi đều cho, ngươi cũng phải cho ta." Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên má của Hồng Quân. Ở đây hơn 10 vạn tiên đế ma đế đang hỗn chiến, Tôn Ngộ Không đang đấu với Lam Sam, Huống Thiên Minh một người đơn độc đấu với ám tinh giới bốn đại cao thủ. Dưới tình huống này mà La Băng còn có bộ dáng vòi vĩnh như vậy, Hồng Quân giáo giác nhìn hai bên tả hữu. May mắn là tất cả mọi người đều bận tâm chiến đấu, không có ai chú ý bọn họ, nếu không sẽ có một trận cờ lớn. Trong tay xuất ra một thanh đoản kiếm lấp lánh màu vàng, Hồng Quân đưa cho La Băng: "Đây là kiện thượng phẩm thần khí, chưa có tên, ta cấp cho ngươi." La Băng không có chút nào khách khí, cao hứng tiếp nhận đoản kiếm, lấy máu nhận chủ. Kinh thiên! Tôn Ngộ Không vừa muốn xuất ra côn pháp, nhưng đột nhiên thấy thân thể bị một áp lực thật lớn chi phối, vô luận là thân thể hay là kim bổng, trong nháy mắt hình như nặng lên gấp 10 lần. Cùng lúc đó, thân ảnh La Sam di động rất nhanh, một quyền nổ vang trên ngực của Tôn Ngộ Không. "Ai ra, ngươi không còn chiêu gì khác sao?" Tôn Ngộ Không thoát hiểm né qua một quyền này có chút phẫn nộ. Đây đã là lần thứ mấy rồi, mỗi lần muốn dùng kinh thiên côn pháp đều cảm giác thân thể đột nhiên nặng lên, đồng thời liền bị lão gia hỏa này đánh lén, cắt đứt chính mình phát động kinh thiên côn pháp. Liền nhớ tới lúc trước Hồng Quân đã nói, người ám tinh giới am hiểu nhất là trọng lực cấm chế. "Ta tránh, ta tránh!" Lại thoát một quyền của Lam Sam, Tôn Ngộ Không tức giận, nghiến hai hàm răng. "Bà mẹ nó, coi không gian pháp tắc của ông nội ngươi đây!" Tôn Ngộ Không cũng đã nghe Hồng Quân nhắc tới không gian pháp tắc, mơ hồ cũng biết chính mình đã lĩnh ngộ được một ít. Lúc này phát động một thân lĩnh vực, hy vọng có thể vây khốn được Lam Sam. Lam Sam đã nghe nói qua không gian pháp tắc, lúc này nghe được Tôn Ngộ Không mạnh miệng nói một câu không gian pháp tắc nên lấy làm kinh hãi. Không gian pháp tắc vốn là bọn hắn không thể đụng vào, chỉ bằng trọng lực cấm chế căn bản không làm suy chuyển được một phân hào nào. Đột nhiên một cỗ kỳ dị lực lượng bao vây lấy Lam Sam, báo hại Lam Sam giật nảy mình, lập tức cười ha hả: "Tiểu bối, ngươi thật biết nói đùa, một cái lĩnh vực căn bản không có tác dụng gì mà cũng dám nói là không gian pháp tắc cơ. Ta xem ngươi ngay cả không gian pháp tắc là cái gì chắc chắn cũng không biết." Lực lượng bao vây này quả thật không có mang theo không gian pháp tắc. Tôn Ngộ Không chính mình cũng ngẩn người, hình như trong khi sử dụng kinh thiên nhất côn hoặc kinh thiên liên hoàn côn mới mơ hồ phát động được một ít không gian pháp tắc kỳ dị ấy. Gào! Bên kia Huống Thiên Minh, một tiếng thú hống thật lớn truyền đến, một kim ngân mãnh thú với cặp cánh dài màu vàng và bạc xuất hiện tại vị trí của Huống Thiên Minh trước kia, chính là ngân nhãn cương tia hoàng Huống Thiên Minh. Đánh thật lâu không phân thắng bại, rốt cuộc Huống Thiên Minh cũng hoàn thành lần thứ 3 biến thân. Sau 3 lần biến thân, thân thể mặc dù có chút nhỏ hơn nhưng cả người tản ra một khí tức kinh khủng, để cho 4 vị ám tinh giới 17 tinh đế cấp cao thủ này phải e sợ. Vù, phảng phất như một cơn gió nhẹ thổi qua, Huống Thiên Minh tựa như không để ý tới trọng lực cấm chế của Hắc Nham, Hắc Thịnh, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Kim Minh, hữu thủ mang theo liệt thiên quyền sáo, trực tiếp đánh ra một quyền. Tốc độ quá nhanh, trọng lực cấm chế căn bản không có tác dụng gì. Đối mặt với tốc độ của Cương Ti Hoàng, ngay cả 17 tinh đế cấp cao thủ cũng chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Bang! Lại là thanh âm hai nắm đấm chạm vào nhau. Thanh âm qua đi, Huống Thiên Minh vẫn không nhúc nhích, lại nhìn Kim Minh toàn thân cơ hồ đều bị rạn nứt, cánh tay phải trực tiếp hóa thành phi hôi. Lam Sam cùng Ngộ Không du đấu không thấy được cảnh tượng này, Hắc Thịnh, Hắc Nham, Bạch Kình đều choáng váng. Phải biết rằng trong bốn người họ, tính ra Kim Minh là có phòng ngự thân thể cực mạnh, không thể tưởng tượng được thiếu chút nữa bị tên này sau 3 lần biến thân một quyền đánh nát. Là thượng phẩm thần khí ư? Huống Thiên Minh hài lòng nhìn quyền sáo Hồng Quân cho hắn. Liệt tiên quyền sáo, không sai. Vừa dứt lời, Huống Thiên Minh thần hành đã đuổi theo Kim Minh đang còn bị văng ra xa, tiếp tục oanh xuất một quyền. Kìa, nhanh lên! Bạch Kình nhìn thân ảnh Huống Thiên Minh đã sắp đuổi kịp Kim Minh, hô to một tiếng, thức tỉnh hai người Hắc Thịnh, Hắc Nham còn đang sững sờ. Chỉ tiếc, cho dù bọn họ có chú ý ngay từ đầu, cũng không có khả năng đuổi kịp tốc độ của Huống Thiên Minh. Kết quả đã được đoán trước, Kim Minh đã trọng thương, lại nhận thêm một quyền của Huống Thiên Minh, thân thể vỡ vụn, linh hồn tức thì bị kình lực trực tiếp phá nát. Còn ba tên, Huống Thiên Minh vừa chuyển thân, lạnh lùng quay lại đối mặt với ba người Hắc Thịnh đang rất nhanh bay tới.
đồng thời nhìn về phía Hồng Quân cùng La Băng, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Có thể ta đánh giá quá cao bọn họ rồi. Hồng Quân nhìn Huống Thiên Minh dễ dàng giải quyết người kia như vậy, đột nhiên có chút cười khổ. Có lẽ không cần dùng đến thần khí, Huống Thiên Minh cũng có thể giải quyết bọn họ, tự nhiên mới có một lát mà tổn thất hai kiện thần khí. Ngộ Không, có cần ta hỗ trợ không? Hồng Quân nhìn Tôn Ngộ Không bên kia đang bị áp chế dị thường khó chịu, lớn tiếng hỏi. Không cần, để ta tự giải quyết đi. Tôn Ngộ Không trong ánh mắt đã bốc hỏa, thề phải tự mình giải quyết lão già này. Hồng Quân quay đầu lại nhìn chiến trường đang hỗn chiến, thần thức đảo qua liền phát hiện được Bạch Vạn Kiếm. Băng Nhi, hay là ngươi đi giúp bọn hắn, cái tên Bạch Vạn Kiếm kia đang muốn chạy à? Hồng Quân thuận tay chỉ một người, một tiên đế bát cấp đang muốn rút lui khỏi chiến trường. La Băng trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu, nhìn Hồng Quân nói. Hảo, nếu ngươi đã yêu cầu, ta sẽ giúp bọn hắn một chút à? Dứt lời, liền xoay người nhảy vào đám hỗn chiến, nhắm thẳng hướng Bạch Vạn Kiếm mà phóng đi. Nhà đầu kia, rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Hồng Quân bị cái nhìn của La Băng có chút sợ hãi, dõi theo phương hướng nàng mà tự hỏi. Băng... Ngay lúc này thì nắm đấm của Lam Sam cùng với thân thể Tôn Ngộ Không lần đầu tiên va chạm. Cường đại kình khí làm Tôn Ngộ Không một trận chấn động. Thần khí chiến y cũng là không ngừng kêu lên ong ong. Một tia máu đỏ tươi từ trong miệng Tôn Ngộ Không chảy ra. Cái gì? Lam Sam sửng sốt. Máu màu đỏ ư? Chính là máu màu đỏ. Tại sao máu ngươi lại màu đỏ vậy? Lam Sam ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Hê hê, lão già này, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Tôn Ngộ Không đã trúng một quyền, tuy trên mặt lại lộ ra một nụ cười giống như là hắn đánh người khác bị thương vậy. Không tự biết lượng sức mình, cho dù ngươi thật sự không chết, hôm nay ta cũng muốn cho ngươi tử một lần. Lam Sam không hề quản Tôn Ngộ Không chết hay không, cả người sát ý đằng đằng. Kinh thiên! Ngay khi miệng Tôn Ngộ Không xuất ra hai chữ kinh thiên thì y như rằng cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Cả người phảng phất như nặng thêm gấp 10 lần, tốc độ cũng chậm xuống. Chiến thuật Lam Sam không chút nào thay đổi, một quyền nổ vang trước ngực Tôn Ngộ Không. Ta chờ chiêu này của ngươi lâu rồi. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, đỡ một quyền của Lam Sam, căn bản không có chút chống cự, trong miệng lại xuất ra nhất côn. Ngay lúc Tôn Ngộ Không xuất ra kinh thiên nhất côn, trong tay kim bổng lớn mạnh lên, một côn đã đánh về phía trước, đồng thời một cỗ lực lượng kỳ dị bao vây lấy Lam Sam. Chẳng biết nói ngươi như thế nào, đế cấp lĩnh vực này sao... Vừa muốn nói đế cấp lĩnh vực này sao khốn được ta, lại đột nhiên phát hiện chính mình toàn thân có một loại cảm giác trói buộc. Thân hình chậm đi rất nhiều, hơn nữa trực giác nói cho Lam Sam biết đây không phải là trọng lực cấm chế. Không phải trọng lực cấm chế, chẳng lẽ là... Đã không kịp suy nghĩ nhiều, nắm đấm Lam Sam đã tới trước ngực Tôn Ngộ Không, nhất thời một khí thế bằng bạc vô cùng to lớn tiến vào thân thể Tôn Ngộ Không, điên cuồng tàn phá hắn. Mà đồng thời kim bổng của Tôn Ngộ Không cũng đã thành công đánh lên người Lam Sam. Oanh một tiếng, Lam Sam bị đánh văng đi, thân thể không ngừng thối lui, bẻ nát, phi tán. Chỉ chốc lát, Lam Sam cả người đã biến mất, chỉ để lại một khối toái nhục. Giống như lúc trước Tần Vũ tại Khương Lan Giới biểu diễn kinh thiên nhất côn cho Hầu Phí, Hắc Vũ xem. Trường côn đã xuất, tất cả đều hóa thành phi hôi. Tôn Ngộ Không nhìn kết quả này cười hăng hắc, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. 18 tinh đế cấp, một kích uy lực kinh khủng cỡ nào đây? Giờ phút này Tôn Ngộ Không đã thấy rõ. Vốn cố ý nhận một quyền của Lam Sam, Tôn Ngộ Không chính là muốn biết lực công kích của Lam Sam mạnh đến như thế nào. Sau một quyền, Tôn Ngộ Không hợp với thần khí chiến y cùng với lực phòng ngự của chính mình mới dám buông tay công kích. Kết quả không nghĩ tới đã thành công. Thế nhưng hiển nhiên hắn đã đánh giá được lực công kích của Lam Sam. Nếu không có thần khí chiến y, phòng chừng sẽ chết không phải nghi ngờ. Thần khí chiến y đã bị hao tổn nghiêm trọng. Tôn Ngộ Không cũng nằm sóng xoài trên mặt đất thở hổn hển. Lại nhìn Huống Thiên Minh bên kia, Hắc Thịnh, Hắc Nham cùng Bạch Kình đã dùng hết sức lực, sớm đã dùng tịch tiễn thiên hỏa cùng với bích điên hàn khí không ngừng công kích. Mặc dù đối với Huống Thiên Minh sau 3 lần biến thân đã không có chút nào uy hiếp. Chết đi! Huống Thiên Minh thân thể lại tăng tốc, trong một sát na liền tới bên cạnh Hắc Thịnh, một quyền nặng nề đánh lên thân thể hắn, lại giết chết thêm một người. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.